quý cô bác, anh chị kính mến. Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn, một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là Tử Vi tuổi Mậu Thân tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tháng vạn sự cát lành, bao nhiêu vất vả của năm cũ đã qua đi, nay được đền đáp vàng xuân chói lóa, mọi sự như ý, vạn sự cát lành, được quý nhân phù trợ, thần tài hậu ái mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lạc đầy nhà. Chấn động giới tiên tri hé lộ, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, đón xuân mới, được quý nhân phù trợ, thần tài hộ giá, trúng số đổi đời, giàu nứt đố đổ vách. Quý vị thân mến, tất cả chúng ta bất kể là ai đi chăng nữa, cũng mong mình và người thân sẽ được số mệnh hậu ái, giàu sang hạnh phúc và an bình là ba thứ mà ai cũng truy cầu, theo đuổi trong cuộc đời này. Thế nhưng tạo hóa sinh ra lại hay thử thách con người, mỗi người sinh ra đều được xếp vào một cung mệnh khác nhau, ngày tháng năm sinh khác nhau, sao hạn khác nhau, nên bát tự, vận mệnh cũng sẽ khác nhau, khi thời vận không thông thì mọi mong cầu đều như muối bỏ bể. Theo luận giải tử vi số mệnh cuộc đời, thì trong số 12 con giáp, bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, năm nay bước sang tuổi 57, chính là con giáp có vận số biến động lớn nhất, khôn lường ứng với hai chữ số kiếp. Nếu xét theo vận trình cả đời thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ vò, sự nghiệp sắp về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe bất ổn, gia đạo cũng nhiều điểm báo xấu. Nhưng thầy tử vi cũng dự báo vận trình của bản mệnh có những điểm sáng bất ngờ do được thần Phật phù trợ 57 năm qua. Mậu Thân là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc tích đức, giờ là lúc được hưởng thành quả, đặc biệt là trong tháng 1 âm lịch tới đây. Vận trình của tín chủ sẽ như cá gặp nước, phất lên như vũ bão, tiền bạc ùn ùn kéo về, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang. Đặc biệt, nếu bản mệnh tránh được 3 điều cấm kỵ này thì sẽ an nhàn, sung sướng từ nay đến cuối đời. Vậy vận trình tử vi chi tiết của cô bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 1 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào, cơ may nào sẽ đến với bản mệnh trong thời gian tới? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý anh chị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Khi một người đi qua tuổi trung niên, cơ thể dần dần lão hóa, sự nghiệp cũng bắt đầu đi xuống, điều đó có nghĩa là chúng ta đang bước vào đoạn dốc cuối của cuộc đời. Thời điểm này, khả năng giải quyết vấn đề không còn tốt như trước, nhiều thứ đã nằm ngoài tầm với, vì thế, mọi người nên bắt đầu học cách sống khiêm nhường và cẩn trọng, tránh xa những rắc rối không đáng có. Đặc biệt, người xưa có câu, họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào, nếu muốn cuộc sống thuận lợi hơn, tốt nhất phải dặn lòng lười nói ba điều sau đây. Thứ nhất, lười nói về tình hình tài chính của bản thân. Khi bạn già đi và hao hụt năng lực tài chính, người mà bạn thường xuyên phải đối mặt nhất chính là con cái của mình. Công bằng mà nói, không phải ai cũng có thể tự tin sống nửa quãng đời còn lại chỉ dựa vào lương hưu và tiền tích lũy của bản thân. Cũng không phải ai cũng có thể nhẹ nhõm đặt hết gánh nặng tài chính lên vai con cái để được phụng dưỡng đến cuối đời. Nhưng dù ở trong trường hợp nào, tình hình tài chính cá nhân cũng là điều không nên tiết lộ, kể cả với các con. Điều đó có thể khiến phát sinh những vấn đề mâu thuẫn trong gia đình. Nếu mâu thuẫn bị đẩy lên cao, người thân tránh chấp, rất có thể chúng ta sẽ đối mặt với nỗi đau tuổi già là không có ai bên cạnh quan tâm, chăm sóc thật lòng. Thứ hai, lười nói về những scandal thời trẻ. Người lớn tuổi sợ nhất điều gì? Một là về già không còn ai để nương tựa, hai là về già danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Đối với một số người cao tuổi,
Nỗi đau buồn khi về già không có ai chăm sóc còn ít hơn nhiều so với sự bất lực khi bị chế giễu, biến thành tâm điểm bàn tán của người khác thực sự rất khó chịu. Chính vì thế, nên hạn chế tiết lộ những trải nghiệm tồi tệ của thời trẻ. Bạn cho rằng mình đang truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ con cháu, nhưng thực tế, đây cũng là tiết lộ yếu điểm của bản thân. Khi câu chuyện được lan truyền công khai và rộng rãi trước mặt đông đảo mọi người, bạn sẽ không thể lường hết được hậu quả mà nó để lại. Rất có thể, bạn còn đánh mất sự kính trọng của mọi người. Mong ước lớn nhất của người già là được sống một cuộc sống bình thường, đừng để những câu chuyện cũ gây ra sóng gió trong cuộc sống tương lai. Thứ ba, lười phàn nàn với người ngoài. Con người không thể sống thuận buồm xuôi gió trong mọi việc, nhưng phàn nàn có ích gì, những khó khăn ập đến sẽ chỉ tăng lên chứ không giảm đi, những hoàn cảnh cuộc sống mà bạn phải đối mặt sẽ vẫn như cũ. Ngược lại, thái độ sống của bạn sẽ ngày càng tiêu cực khi bạn không ngừng sống trong những lời phàn nàn. Nếu chỉ để tâm tới những điều không như ý, bạn sẽ chẳng còn thời gian để tận hưởng cuộc sống hiện tại. Đặc biệt, tâm trạng chán nản, u uất cũng khiến sức khỏe bị ảnh hưởng rất lớn. Có thể thấy, phàn nàn là sát thủ lớn nhất ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này. Nếu từ bây giờ bạn học cách đối mặt với khó khăn của cuộc sống một cách bình tâm, dù đã đi đến giai đoạn cuối của cuộc đời, bạn vẫn có thể tận hưởng niềm vui đích thực của những năm tháng bình yên và dành thời gian nuôi dưỡng tâm hồn của chính mình. Lời kết, khi bạn già đi, bạn không còn nói về ba điều trên, cuộc đời sẽ dần trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Im lặng khi còn trẻ là để giảm bớt rắc rối, im lặng khi về già là để tích phúc cho chính mình. Nếu bạn làm được ba điều này, phước lành sẽ đến một cách tự nhiên và cuộc sống của bạn trong những năm sau này sẽ ngày càng thuận lợi, tránh được những rắc rối đau đầu. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Trời sinh những người tuổi Thân có tài năng hơn người, đặc biệt là xuất sắc về nghệ thuật và trong cách thức sử dụng ngôn từ. Họ có tài diễn đạt lưu loát và hùng biện khiến ai nghe cũng phải nể phục. Người tuổi Thân không thích sự tĩnh lặng và chỉ bị thu hút bởi các hoạt động vui tươi, năng nổ. Họ biết cách điều phối các chương trình và nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch để được tham gia các hoạt động này. Họ có lòng ham mê học hỏi những điều thú vị, mới lạ, khám phá những địa điểm ở những nơi họ đặt chân qua. Họ không hề thích sự ỷ lại vì bên trong những con người này luôn tràn trề năng lượng, sự sáng tạo và luôn mong có cơ hội được thể hiện trí thông minh hay trí tuệ của mình. Những người tuổi Thân thuộc cung Hoàng đạo Thiên Bình luôn tạo một không khí vui vẻ, thoải mái, họ vô tư như trẻ thơ, với ánh mắt trong veo, háo hức đón nhận những điều mới lạ. Họ nhạy cảm với những thay đổi trong cuộc sống và môi trường xã hội, nhưng không đủ mạnh mẽ để đối đầu với sự cạnh tranh, thách thức, mặc dù bản thân là người tài trí, khôn ngoan. Với tính cách tuổi Thân khá vô tư, thoải mái, cộng thêm khả năng ăn nói và giao tiếp cởi mở, nên được rất nhiều người quý trọng. Không những thế, họ còn khá nhạy cảm, khả năng quan sát và nhìn nhận mọi việc tốt. Ưu điểm này sẽ giúp họ tỏa sáng nếu được hoạt động trong các lĩnh vực ngoại giao và quan hệ xã hội. Vì có khả năng quan sát và nhận biết rất tốt về mọi vật, mọi người xung quanh, nên họ cũng được rất nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, họ cũng có thể chấp nhận vị trí của những nhân viên làm thuê và sẽ cố gắng để đạt được nhiều thành tích tốt nhất. Họ có khả năng làm việc độc lập và hoàn toàn có thể làm được các công việc như kinh doanh, bán hàng. Cấp trên của họ cũng cần lưu ý giao cho họ một khối lượng công việc và khuôn khổ làm việc nhất định. Nếu không, họ sẽ lãng phí phần lớn thời gian làm việc của mình vào những việc vô bổ hoặc chỉ thích tán gẫu với đồng nghiệp. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng tính cách của tuổi Thân là hay đứng núi này trông núi nọ, trong suốt cuộc đời họ đã bỏ qua không ít cơ hội tốt. Bên cạnh đó, một chút đặc tính viển vông của Thân chỉ có thể giúp ích cho họ trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng nó lại gây mất tỉnh táo trong cách nhìn nhận vấn đề khi họ bắt tay vào công việc kinh doanh. Do vậy, lời khuyên dành cho họ là nên lựa chọn những ngành nghề có thể phát huy khả năng sáng tạo của mình như âm nhạc, hội họa, viết văn. Nếu là lãnh đạo, họ thường không mấy hà khắc, khắt khe với nhân viên. Với tài quản lý và cách đối nhân xử thế hợp tình hợp lý của mình, họ sẽ được các nhân viên kính trọng và gắn bó lâu dài bên cạnh. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Mậu Thân âm lịch nhận định, tháng đầu tiên của năm 2024 không phải là thời điểm thật sự thuận lợi đối với con giáp này. Nhiều khó khăn, thách thức xảy đến, khiến bạn buộc phải vất vả đối đầu. Song như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vượt lên. Hãy luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc, do ảnh hưởng lớn lao của cục diện tương xung, bản mệnh sẽ phải bôn ba, bận rộn ngay cả những lúc mọi người xung quanh đang nghỉ ngơi, hưởng thụ. Thời điểm này, bạn nên nhắc nhở bản thân cố gắng dựa trên sức của chính mình, chứ không nên trông cậy vào người khác.
bởi bạn bè, người thân cũng sẽ không đem lại sự trợ giúp đáng kể. Bạn vốn là người tài hoa và bản lĩnh, vì vậy đừng vội nghĩ đến việc đầu hàng nghịch cảnh. May mắn là vận trình của bạn cũng có xuất hiện rất nhiều cát tinh như Trường Sinh, Nguyệt Mã, Giải Thần. Những cát tinh này giúp bạn có đầu óc nhanh nhẹ, minh mẫn trong việc phát hiện thời cơ và tìm hướng đi mới. Việc bạn cần làm là tin tưởng vào hướng đi của mình. Chuyện tình cảm thì lại là một nốt trầm buồn, bởi do chịu tác động xấu của tương xung, dù là đầu năm nhưng vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ, mâu thuẫn, thậm chí có dấu hiệu đồng sàng dị mộng. Bạn cần nhắc nhở bản thân quan tâm hơn đến nửa kia, dù cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, cũng chớ nên nghĩ tới việc tìm nguồn an ủi ở bên ngoài. Người độc thân quá bận rộn với công việc của mình nên ít có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm, lúc này bạn lấy sự nghiệp làm trọng. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 tháng 1 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân nên tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng vượt lên khỏi những khó khăn, khúc mắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong tháng đầu tiên của năm mới 2024 âm lịch này. Cục diện dần thân tương xung đem tới nhiều tác hại xấu mà bạn không thể lường trước được. Thời điểm này, mọi người xung quanh dường như đều quá bận rộn với công việc của riêng mình, nên không thể phân tâm giúp đỡ bạn. Vì thế, bạn chỉ còn cách tự lực cánh sinh, hoàn thành cho tốt nhiệm vụ. Đừng nghĩ đến việc than vãn hoặc dựa dẫm vào người khác, bởi như vậy thì công việc khó có thể tiến triển được, mà bạn sẽ chỉ càng dễ cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc mà thôi. Cũng may là khó khăn xuất hiện ở thời điểm này chủ yếu là do tác động khách quan của thời cuộc, chứ không có sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại. Dù có phải vất vả, đầu tắt mặt tối làm việc, nhưng bạn không lo người khác gây rối, vì thế cuối cùng, bạn cũng sẽ nhận được kết quả tương ứng với công sức đã bỏ ra. Lại thêm sự giúp đỡ của Nguyệt Lệnh Trường Sinh, bạn vốn là một người thông minh và tài hoa. Hãy phát huy khả năng của mình đúng lúc, bạn hoàn toàn có khả năng gây ấn tượng với cấp trên và chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Nguyệt Mã và Giải Thần Cát Tinh cùng khuyên bạn nên chủ động và xông xáo hơn trong công việc. Hãy coi mỗi khó khăn mình gặp phải chính là cơ hội để mình khẳng định bản thân, tìm chỗ đứng vững chắc cho tương lai. Đồng thời tử vi tháng 1 năm 2024, tuổi Mậu Thân âm lịch, khuyên bạn hãy chú ý xây dựng các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo hòa hợp để tránh khỏi những mâu thuẫn không nên có. Xét phương diện tài lộc tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tháng 1 âm lịch năm 2024. Con đường tài lộc của người tuổi Mậu Thân không thực sự sáng sủa trong thời điểm này do phải chịu ảnh hưởng xấu của tương xung và đại hao. Bên cạnh việc cẩn trọng đầu tư, bạn còn cần phải chú ý hơn đến việc chi tiêu để không rơi vào cảnh cháy túi. Người làm công ăn lương khó có thể nhận được các khoản thưởng nóng hoặc chạm tay vào cơ hội tăng lương vì công việc chưa có những tiến triển đáng kể. Bạn tốn nhiều thời gian và công sức để giải quyết các rắc rối cứ liên tục xuất hiện. Hãy tiếp tục tích cực trong khoảng thời gian sau đó, bạn sẽ dần dần đạt được những gì xứng đáng. Người làm đầu tư, kinh doanh cần phải thật sự cẩn trọng trong việc đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh trước khi quyết tâm làm việc gì. Bạn cần phải phân tích rõ thiệt và hơn trong công việc, xác định rõ thực tế trước mắt và thực lực của bản thân. Thời điểm này, bạn không nên chạy theo người này người khác mà cần làm những việc phù hợp với sức của mình để tránh thua lỗ. Đại hao cho thấy bạn còn dễ tốn tiền vì nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến túi tiền đã không rủng rỉnh lại càng trở nên eo hẹp. Con giáp này cần chi tiêu những món đồ vừa với túi tiền của mình, tránh chạy theo xu thế của người khác mà không quan tâm đến mức lương của bản thân. Trong công việc cũng như trong đầu tư, bạn cần nhắc nhở mình làm việc thật cẩn thận để tránh để xảy ra lỗi sai, phải dùng tiền của bản thân để sửa chữa và bù lỗ. May mắn là Trường Sinh Nguyệt Mã và Giải Thần là các cát tinh vẫn sẽ xuất hiện để giúp đỡ cho bản mệnh, khiến vận trình của bạn tươi sáng hơn. Con giáp này hãy chăm chỉ làm việc, đừng ngại di chuyển hoặc nhận những nhiệm vụ khó, bởi bạn càng tháo vát, nhạy bén, nhiệt tình bao nhiêu thì càng tạo được thêm những ấn tượng tốt với người khác, khiến lãnh đạo đánh giá cao. Có thể cố gắng của bạn vào thời điểm này chưa đem lại nguồn tiền đáng kể, nhưng góp phần tạo vị thế cho bạn trong tương lai. Xét phương diện tình duyên tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tháng 1 âm lịch. Đáng buồn là chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Thân lại rất dễ lâm vào bế tắc trong tháng 1 năm 2024 âm lịch, nhất là khi bạn thiếu tỉnh táo, ích kỷ, không biết nghĩ cho mọi người xung quanh mình. Dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung, vợ chồng bạn có vẻ ngày càng lạnh nhạt với nhau, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn giữa đôi bên. Hai người cần phải bình tĩnh trò chuyện với nhau, một khi đã nóng nảy thì nên tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại giải quyết sau. Khi đôi bên đã nguôi giận, dù quan hệ vợ chồng không hòa hợp, bạn cũng vẫn cần quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của đối phương, trở nên tỏ ra lạnh nhạt,
thờ ơ, khiến nửa kia cảm thấy tổn thương và thất vọng, bạn cũng chớ nên tìm niềm vui ở bên ngoài. Dính líu đến những mối quan hệ mập mờ với người khác, trước khi đi sai đường, bạn cần nghĩ lại những điều quý giá nhất với bản thân, với gia đình, để có thể dừng lại đúng lúc. Người độc thân cũng có vẻ khá thờ ơ với chuyện tình cảm. Bạn thấy công việc của mình đã quá đủ bận rộn, nên khi xong việc, bạn muốn được nghỉ ngơi, chứ không muốn tốn thời gian quan tâm đến người khác. Vì thế, tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Mậu Thân âm lịch thấy rằng, dù có người chủ động tiếp cận, bạn cũng khá lạnh lùng, thậm chí bạn tìm cách để từ chối đối phương, không cho đôi bên bất cứ cơ hội nào. Xét phương diện sức khỏe tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 tháng 1 âm lịch. Vì những vất vả trong công việc và những tổn thương trong tình cảm, nên sức khỏe của người tuổi Mậu Thân cũng khó có thể tốt trong tháng này. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực, tinh thần căng thẳng, không muốn làm bất cứ việc gì. Với những người lao động chân tay hoặc lái xe đường dài, tốt nhất bạn không nên làm việc khi cơ thể đang mệt mỏi. Để tránh những tổn thương, tai nạn không đáng có, hãy coi sức khỏe của mình là trên hết, chớ nên quá cố gắng kẻo thiệt thân. Nếu có thời gian, bạn nên hít thở không khí trong lành nhiều hơn, tìm các cách thích hợp để thư giãn, tránh khiến đầu óc căng thẳng trong khoảng thời gian quá dài. Bạn cũng có thể tâm sự nỗi niềm với những người thân thiết như vợ chồng, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi tuần 1 tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần của 12 con giáp nhận thấy, tuổi Mậu Thân trong tuần này có dịch mã chiếu mệnh, bản mệnh khá vất vả với công việc, cũng sẽ phải di chuyển khá nhiều, khả năng cao cuối tuần cũng chẳng được nghỉ ngơi mấy đâu. Tài lộc trong tuần khá ổn, bản mệnh có nguồn thu từ nhiều nơi, công việc chính từ nghề tay trái đều là những công cụ kiếm tiền khá tốt của tuổi Mậu Thân. Con giáp này có thiên tài ở bên, kiên cường chiến đấu để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, ngay đầu tuần đã có điềm báo tiểu nhân quấy phá, thiên quan khiến cho những chú khỉ mất khá nhiều thời gian để giải quyết những việc vô bổ, mà không có cách nào rút ra để làm việc chính của bản thân. Bạn hoang mang và bối rối khi có nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, lẽ ra phải quyết đoán hơn, thì mãi tới sau này bản mệnh mới nhận ra, lỡ mất thời cơ, công việc của con giáp này khó có thể hoàn thành được như ý muốn. Quý nhân, Thìn, Tỵ, tiểu nhân, Ngọ, Tuất, màu sắc may mắn, nâu, xanh, con số phát tài, 78, 41, 25. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Vận trình tuần này của người tuổi Mậu Thân nhiều điểm không như ý, cần phải đặc biệt chú ý, cẩn trọng từng bước, trong quan hệ với mọi người xung quanh gặp thất sát là cực hung. Chẳng những tranh cãi đấu khẩu, mà còn nóng nảy bộc phát, dẫn tới xô xát đánh nhau gây tổn hại tới sức khỏe, dính dáng tới pháp luật, thực sự là phiền phức lớn. Bản mệnh cần khống chế tâm tình, học nhẫn nhịn và bao dung lượng thứ, đừng tranh chấp hơn thiệt với người khác. Nếu xảy ra sự cố thì người thua thiệt đầu tiên chính là bạn chứ không phải ai khác. Ảnh hưởng cực lớn tới sự nghiệp cũng như uy tín, khó mà thu hồi lại được. Tài lộc cũng theo đó mà tiêu hao đi không ít. Tiểu hao nhắc nhở các khoản tiêu vô tội vạ sẽ làm bạn rỗng túi nhanh chóng. Để tránh những điều không hay, đồng thời tập trung vào công việc, ổn định thu nhập thì người tuổi Mậu Thân nên chọn vật phẩm phong thủy trừ tà hóa sát bảo hộ bình an để mang theo bên người, gia đình ấm áp. Với lời khuyên giải của quý nhân Thái Âm là chỗ dựa lớn về tinh thần mà con giáp này có thể dựa dẫm, hãy tâm sự, chia sẻ với người thân. Xin trợ giúp từ những người lớn tuổi trong tình huống khó khăn chứ đừng vội vàng tự đưa ra quyết định. Sự từng trải và kinh nghiệm của họ sẽ phần nào đỡ đần bạn thoát khỏi sự cố rắc rối. Quý nhân, Thìn, Tý, tiểu nhân, Sửu, Mùi, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số phát tài, 78, 20,16. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Vận trình tuần mới của 12 con giáp nhắc nhở người tuổi Mậu Thân có bạch hổ, phải đề phòng tai nạn, tai ương, người làm việc ngoài trời, làm việc ở công xưởng, công trường xây dựng, nhà máy sản xuất đều phải chú ý an toàn lao động, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để bảo vệ bản thân khi phát sinh tình huống không may. Sự nghiệp phát triển đều đặn, tài chính hanh thông nhờ thiên ấn trợ lực, ngoài khả năng vốn có, bạn được hậu thuẫn nhờ các mối quan hệ của người thân. Tự nhiên sức cạnh tranh cũng mạnh hơn những người khác, hãy tận dụng thật tốt ưu thế này để hoàn thiện kỹ năng và tạo dựng cho mình chỗ đứng tốt nhất có thể. Lưu ý về tiểu nhân quấy phá, thị phi quấy rầy khi xuất hiện thương quan, điều này là không tránh khỏi khi mà bạn có xuất phát điểm cao hơn thì số người ghen tị cũng nhiều hơn. Nỗ lực bằng hành động chứ đừng để tâm tới những lời nói khó ngay sau lưng, chỗ của họ luôn là phía sau bạn mà thôi. Tuần này, đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm,
vun vén các mối quan hệ cá nhân, hẹn hò người yêu, chăm sóc bạn đời, chu toàn gia đình đều phải đầy đủ. Đó không những là trách nhiệm mà còn là niềm vui giúp tuổi Mậu Thân thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng, sau những bộn bề bon chen bên ngoài. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tuất, màu sắc may mắn, trắng, tím, con số phát tài, 36, 45, 90. Xem tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Mậu Thân không tệ, có một vài điểm còn phải cẩn trọng nhưng nhìn chung vẫn thấy tín hiệu thay đổi tích cực. Trong công việc bạn là người nhiệt tình và trách nhiệm nhưng còn thiếu sáng tạo, nên bổ sung phương diện này để đạt thành tích cao hơn. Khó khăn nhất với bản mệnh chính là tài chính, dù kiếm được không ít nhưng đại hao làm cho các khoản thu chi mất cân bằng. Có việc đột xuất khiến con số chi ra vượt quá mức cho phép, lúc này vay mượn là phương án duy nhất nhưng đừng mượn quá nhiều, sẽ thành gánh nặng rất lớn khiến bạn tuyệt vọng. An ủi là đời sống tình cảm của con giáp này vô cùng tốt, có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, trong lúc sóng gió mới thấy chân tình. Khoảng thời gian này sẽ để người tuổi Mậu Thân trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng trân trọng những người bạn đích thực cùng tình thân ấm áp mà mình đang có. Không nên quanh quẩn trong những không gian quen thuộc, hãy thay đổi không khí bằng cách dạo chơi, chẳng cần du lịch xa xôi đâu. Thử đi làm bằng con đường khác, đổi địa điểm hẹn hò, thử tới một nơi mà bạn chưa từng ghé qua ăn tối ở một quán mới mở, mọi thứ tuy lạ lẫm nhưng thú vị lắm đấy. Quý nhân, Hợi, Ý, tiểu nhân, Mùi, Dần, màu sắc may mắn, đen, vàng, con số phát tài, 19, 08, 75. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Thân 1968, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Mậu Thân nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Mậu Thân, đồng thời ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Mậu Thân nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1. Để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo, cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là Mậu Tý 1948, Khá, Canh Tý 1960, Khá, Kỷ Dậu 1969, Khá, Đinh Dậu 1957, Khá, Nhâm Tý 1972, Khá, Bính Thìn 1976, Khá, Giáp Tý 1984, Khá, Bính Thân 1956, Trung Bình, Kỷ Sửu 1949, Trung Bình, Ất Tỵ 1965, Trung Bình. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là Tân Hợi 1971, xấu, Canh Tuất 1970, xấu, Quý Mão 1963, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Mậu Tuất 1958, xấu, Canh Dần 1950, xấu, Ất Dậu 1945, xấu, Quý Sửu 1973, xấu, Quý Mùi 2003, xấu, Bính Ngọ 1966, xấu. Bản mệnh Mậu Thân nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành.
Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn.
Vâng thưa quý vị, cụm từ đau khổ đi cùng với nhau khiến chúng ta lẫn lộn hai khái niệm đau, khổ như nhau. Đó là lý do nhiều người tin rằng những người tu đủ lâu sẽ còn không có cảm giác đau đớn nữa. Nhưng không hoàn toàn là như vậy. Theo sự chép, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có lúc bị đau bụng, đau lưng. Điều đó chứng tỏ rằng Đức Phật cũng là con người như bao con người khác, về mặt thể xác có cảm giác đau. Tuy nhiên, Phật đau về thể xác chứ không có sự khổ về mặt tinh thần, không có biểu hiện đau về tâm lý. Thực ra đau và khổ là hai khái niệm khác nhau. Thông thường người ta hay dùng từ khổ đau để chỉ chung cho nỗi khổ niềm đau qua thân vật chất và tinh thần. Tuy nhiên chúng ta có thể biết rõ đau nhất là những gì khó chịu nơi thân và chỉ nỗi đau về mặt thể xác, ví dụ như khi thân thể bị thương, bị đọa đày, giày vò hoặc bị vật gì đó đâm phải thì sẽ có những phản ứng thông thường là đau đớn là việc đương nhiên vì chúng ta không phải là người mà là cây cỏ, gỗ đá. Trong khi đó, nỗi khổ tâm là sự dai dẳng trong tâm trí, bực bội, tức tối và buồn phiền. Khổ có nhiều loại, ví dụ như khổ về sinh, khổ vì già, khổ vì bệnh, khổ vì chết. Thực tế là có những người chịu đau vì một lý tưởng cao đẹp nào đó nên họ không thấy đó là khổ. Thậm chí có những người không sợ đau, họ hy sinh cả mạng sống của mình cho người nào đó hay cho tổ quốc của mình thì họ cảm thấy tự hào chứ không hề khổ. Vậy nên đau không đồng nghĩa với khổ, vì khổ xuất phát trong tâm, còn đau thường chỉ vấn đề liên quan tới thể xác. Và lại, khi nỗi khổ đã đạt đến mức tột cùng thì sẽ dẫn đến đau ở thân, tức là tinh thần suy sụp thì thân thể cũng bệnh hoạn theo. Ví dụ khi chúng ta nói đau lòng quá, thực tế vì chúng ta quá thương tâm, trong lòng quá buồn đau mới thấy lòng mình quặn lại như bị dao cắt, đau đến không thể chịu được, đấy chính là nỗi đau tinh thần. Nỗi đau về mặt thể xác là điều hiển nhiên khi mang tấm thân này, không ai có thể tránh được, nhưng một khi thân xác này chết đi thì nỗi đau đó cũng tiêu mất theo. Trong khi đó, khổ mãi mãi không bao giờ mất vì nó là nỗi đau về mặt tinh thần. Nếu không chấm dứt được nỗi đau về mặt tinh thần thì thân xác này có chết đi cũng không thể chấm dứt khổ và giải thoát được. Hầu hết trong suy nghĩ của chúng ta chỉ có người nghèo mới khổ, nhưng thực ra ai cũng có nỗi khổ riêng, không cứ gì là người nghèo hay giàu. Vì như người nghèo khổ vì làm không đủ ăn, không được mua đồ mình thích, vợ chồng tranh cãi về việc chi tiêu, nhưng nỗi khổ của người giàu cũng không hề ít. Họ sẽ vẫn muốn giàu thêm, sợ mất đi sự giàu có hiện tại, sợ bị lợi dụng, sợ trộm cắp, sợ bị phá sản, sợ người khác thương mình vì tiền chứ không phải vì tình. Nhìn chung, trong mỗi chúng ta, với tâm lý tham lam, luyến tiếc, chấp nhặt đã là một nỗi khổ. Thấy bản thân mình lụi tàn theo năm tháng, bệnh tật dồn tới không thể từ chối, nhưng tâm lý lại muốn trốn tránh, chối từ, thì sẽ đau khổ hơn. Mọi điều đều là nguyên nhân của cái khổ, có thể vì sinh, già, bệnh, chết, cầu không toại nguyện, khổ của yêu thương chia lìa cách biệt, khổ của thù oán gặp gỡ, tụ hội và các tâm lý khổ kèm theo như lo âu, sợ sệt, đố kỵ, ghen ghét, căm hận, hoài nghi. Trường hợp này thì niềm hy vọng kia chính là niềm an ủi và còn một tia hy vọng vào tương lai thì sẽ không còn khổ nữa. Nên khổ không phải là một cảm giác cố định, bất biến mà nó sẽ thay đổi theo hoàn cảnh bên ngoài. Quý vị thân mến, đừng khó chịu với những nỗi đau trong cuộc sống, hãy gửi lời cảm ơn tới chúng, khổ hay không cũng chỉ là do góc nhìn, cùng là người giúp việc. Một người thì yêu thích công việc và làm hăng say, vì xem như đang dọn cho nhà cửa sạch sẽ lại còn có thêm tiền, còn một người thì thấy nó nặng nề, không thích, nên làm việc uể oải và trong trạng thái buồn chán. Vậy hạnh phúc hay khổ đau do tâm, vì thế cùng một sự việc nói khổ hay sướng thì cũng do tâm khởi lên mà thôi. Nên giải thoát, không đâu xa, chính ngay nơi tâm mà bình tâm, ngay nơi lòng mà an vị, ngay nơi tánh mà an nhiên, ngay nơi pháp mà bình đẳng, ngay nơi đạo mà xuất thế đạo. Nhưng trước tiên phải hiểu rằng, dù ta bị đau hay khổ thì đó đều được xem là vết thương mang cả hình ảnh thực vừa là ẩn dụ. Khi đó, ta nên lui về dưỡng thương giống như những con thú trong rừng bị thương. Chúng về hang để tĩnh dưỡng. Trong nhiều ngày, chúng không còn nghĩ đến chuyện đi săn mồi, đi kiếm thức ăn hay chuyện gì khác. Chúng chỉ cần nằm yên nghỉ và những vết thương của chúng có điều kiện để tự chữa lành. Thế nhưng chúng ta, nhiều người vừa bị tổn thương trong tình cảm như bị phản bội, ly hôn, là điên cuồng lao theo những mối tình chóng vánh khác để trả thù. Nhưng việc đúng ra họ nên làm lúc đó là dành thời gian để trở về chăm thân tâm, để nhận diện và ôm ấp những cảm xúc, suy nghĩ về đúng sai. Muốn hết khổ thì ta chỉ có thể tìm cách để tâm an nhiên. Khi đó, ta có thể đem tâm mình hòa với tâm của mọi chúng sanh, thấu hiểu cho người khác. Những câu nói hay về cuộc sống tươi đẹp mang lại cho bạn sự lạc quan khi bế tắc. Ngoài ra, dù cho sự hay việc có gian nan, có vất vả hay khổ đau phiền muộn, thì bằng cái tâm buông xả, cái tâm vị tha, cái tâm chánh trực mà đối diện để vượt qua, hãy xem mọi thứ như mộng ảo, tất cả rồi sẽ qua đi khi bạn tỉnh giấc. Trong cuộc sống hàng ngày, ta có thể giúp đỡ những người xung quanh một cách vô tư, không mong cầu, vị kỷ, đó là khi ta hiểu rằng,
Cuộc đời vô thường, khi chết đi ta cũng chẳng thể mang theo điều gì, vì thế thay vì chạy theo mục tiêu tiền bạc hãy sống sao cho tốt. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.